tiền hỗ trợ gia đình ông Lê Đình Kình đến từ đâu. Sau vụ nổ súng tại xã Đồng Tâm sáng ngày 19 tháng 1, hai tổ chức chống đối chế độ là Voice và Việt Tân đã chủ trì các hoạt động quyên tiền để hỗ trợ gia đình ông Lê Đình Kình. Các tình tiết được trình bày dưới đây sẽ cho thấy điều đó. Đợt quyên tiền đầu tiên bắt đầu lúc 21 giờ 34 phút ngày 12 tháng 1 khi Trịnh Bá Phương kêu gọi cộng đồng gửi tiền để phụng viếng ông Kình, đồng thời giúp đỡ gia đình ông. Phương nói mình sẽ chịu trách nhiệm chính về hoạt động này và đề nghị gửi tiền vào tài khoản Vietcombank số 061-100-198-7139 của Nguyễn Thúy Hạnh. Do bị công an chặn cửa trong vòng một tuần kể từ khi vụ nổ súng ở xã Đồng Tâm đến sáng ngày 17 tháng 1, Nguyễn Thúy Hạnh mới ra ngân hàng rút tiền. Vietcombank thông báo rằng tài khoản đã bị phong tỏa, đồng thời đưa bà Hạnh bảng kê khai, cho thấy đã có 528.453.699 Việt Nam đồng được gửi vào tài khoản. Trịnh Bá Phương thông báo tin này lúc 11 giờ 45 phút ngày 17 tháng 1. Trịnh Bá Tư đăng bảng kê lúc 12 giờ 53 phút cùng ngày và Huỳnh Ngọc Chênh, chồng Hạnh đã xác nhận rằng Phương chủ trì quyên tiền vào lúc 16 giờ 28 phút cùng ngày. Trước tình hình đó, tổ chức Voice và Đảng Việt Tân tiếp tục dùng những kênh khác để quyên tiền nhằm hỗ trợ nhóm bạo động ở xã Đồng Tâm. Cụ thể, lúc 23 giờ cùng ngày, 17 tháng 1, Hoàng Tứ Duy, phát ngôn viên của Đảng Việt Tân, thông báo rằng đảng này quyết định thành lập quỹ hỗ trợ bà con Đồng Tâm nhằm hỗ trợ về pháp lý và giúp đỡ những nạn nhân bị thương vong trong cuộc đàn áp. Lúc 0 giờ 36 phút ngày 18 tháng 1, Phạm Đoan Trang, Trần Quỳnh Vi và Nguyễn Thị Ngọc Anh cùng lấy danh nghĩa nhóm hoạt động vì Đồng Tâm để tổ chức quyên tiền qua ứng dụng GoFundMe. Trong lời kêu gọi, họ tuyên bố rằng toàn bộ số tiền đóng góp sẽ được dùng cho mục đích giúp đỡ, hỗ trợ gia đình cụ Lê Đình Kình và bà con dân oan mất đất ở Đồng Tâm, cũng như bảo vệ nhân chứng và góp phần vào các nỗ lực thực thi công lý cho bà con, đặc biệt cho hương hồn người đã khuất. Ngày 24 tháng 1, Nguyễn Thị Ngọc Anh tuyên bố rằng đợt quyên tiền đã kết thúc. Với số tiền quyên được là 39.484 USD, tức khoảng 914.839.065 Việt Nam đồng, số tiền sẽ được gửi vào tài khoản của tổ chức Lega Initiative for Vietnam, tức luật khoa tạp chí và nằm dưới sự quản lý của Trần Quỳnh Vi, trước khi được gửi cho người Nhật ở Việt Nam bằng nhiều cách. Trong suốt thời gian chuyển tiền trên, giới chống đối liên tục công kích rằng công an Việt Nam đã giết người còn cướp của, rằng Vietcombank đã giúp công an phạm tội ác nên phải bị trừng trị, rằng việc có nhiều người gửi tiền cho thấy lòng dân hướng về ông Kình thay vì hướng về chế độ. Các tình tiết trên cho phép rút ra ba nhận xét. Thứ nhất, việc quyên góp để hỗ trợ nhóm bạo động ở Đồng Tâm đang được tiến hành bởi hai tổ chức là Việt Tân và Nhóm Hành động vì Đồng Tâm, mà cả Trịnh Bá Phương, Phạm Đoan Trang, Trần Quỳnh Vi và Nguyễn Thị Ngọc Anh đều tham gia. Trong đó, Nhóm Hành động vì Đồng Tâm có thể do tổ chức Voice điều khiển. Cụ thể, Đoan Trang là nhân viên Voice, Trần Quỳnh Vi là biên tập viên luật khoa tạp chí và The Việt Nam, cả hai Phạm Đoan Trang và Trịnh Hữu Long của Voice đồng sáng lập. Nguyễn Thị Ngọc Anh chơi với Green Chi trực thuộc Voice, từng là đồng tổ chức một buổi quyên tiền để in sách của Đoan Trang 21 tháng 9 năm 2019 và một đợt quyên tiền để chữa bệnh viêm khớp cho Đoan Trang ngày 8 tháng 10 năm 2019. Trịnh Bá Phương chọn Đoan Trang làm người đại diện trong tình huống nguy hiểm. Thứ hai, vì Ngọc Anh là vợ của Frank Ryan, là một nhà hoạt động công đoàn gắn bó với tổ chức lao động Việt của Tường An. Việc cả Ngọc Anh lẫn Tường An đều nhiệt tình hỗ trợ Đoan Trang cho thấy Voice đang tiến hành ảnh hưởng đến lao động Việt, và vì Nguyễn Anh Tuấn, Voice, từng nhiều lần viết về vấn đề nghiệp đoàn dân tộc. Có thể Voice và lao động Việt Nam sẽ hợp tác trong lĩnh vực này trong thời gian tới. Thứ ba, qua các lời kêu gọi, có thể thấy số tiền mà Việt Tân và ba nhân viên thân hữu Voice quyên được không chỉ dùng để hỗ trợ gia đình ông Lê Đình Kình, mà còn dùng để thuê luật sư, làm truyền thông cùng những hoạt động khác để kéo dài vụ việc. Đảng Việt Tân có tên trong danh sách các tổ chức khủng bố mà Bộ Công an quy định. Còn nhóm bạo động tự xưng là Tổ Đồng Thuận thì đã công khai tuyên bố sở hữu vũ khí và đe dọa giết người. Những tình tiết đó, nếu có bằng chứng cho thấy phần tiền của Việt Tân được gửi vào tài khoản quyên góp của Voice, Bộ Công an hoàn toàn có thể tiếp tục phong tỏa hai tài khoản quyên góp theo Nghị định 122/2003, Nghị định Chính phủ quy định về tạm ngưng hoạt động, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố.